lúc món cái cứ đột chùm rượp xua bộ mai bóng bóng cứ đôi chùa xua xua đấy tại đó mất xa xanh xa đại miền bóng đồn xa vay rô ca nghe cứ đôi chùa bóng bóng cơ bóng ta chia nị xất đại ạc toàn bàn ọc ca ca nghe thơ phong đại chẳng thằng ngày ní admin có xông này nôm ọc ca nạc ca nghe nơi cồng hồn mùi gần lái đại kê tài ca chưa rớt bốc lật đôi khẳng cào bốc lật này con cầm bất chùm nuôi mà nè đại thả bà giói để cồng hôn bắt đầu chún cư miền từ tù bàn bạc hè xàm rốm tên nê rạp rõng miền ca chúc liếc nâng đầm nà cầm xàm bạc trăm chân em bà sân chi phục mai bóng bóng rư cầm mất sắc sàn vật sơ đại miền bóng đóng chọn đăng phò miền lũng ớt bằng thám có ai tùm nhẹ tùm đông bàn tàm dạ lê tù sáp xôn đọc bàm muối cao bàm muối xàm sập bàm bấy học sập bàm bầy rư có lên mịt xa tiết xôn bài sập muối bài bàm muối xàm sập bàm bấy học sập bàm bầy xâm rạp tí tăng cầm hôn cư nơi phơi đầy lố phí rồi đọc buôn phơi bàm rồi cây sập bàm bấy sẵn cạch phnom pinh thơm ấy khăn sàn sóc rì tình yêu phnom pinh chấn cái nạp bên đi admin cửa sông ao phục mai bóng phô rư có mất xa xa nữa xa đài cầm phung ta bài mơ video mới nít cũng lịch nà chùi cho chị like nhấn subscribe channel bị phục này càng nghĩa đam bây từ tu ban nó ca càng nghĩa thamay môn kê đài admin nâng phô chư phải chạm ở vậy đây cũng lịch nốt cứ cho chị rưu sinh nhà cạnh đơn bằng notification đam bây từ tu ban video thamay đài môn kê đài admin nâng phô ở con trán group lìa. Ai tâm lệ tâm đồng đã bị bán bài kết chốn miền trên đập rõm ai riêng chồng nhà và vật dụng sống khác mình chạy tuyên định tí đài bán chạp bà rõm ai tạ xin nhìn đập bán bà sân chìa bộng mai bóng bóng rư công mệt sắc sân đi sớ miền bóng đóng đã biết cả ai bà nhà xin bán tam giả lên telegram xô đập muối bàm lúc món cái cửa rộp chùm rượp xua bụng mai bóng bóng cửa đôi chùa xua xua đây mất xa xa nữa xa đã miền bóng đồn xoay đồ ca nghe ngày ní admin còn lại nôm ở ca nghe nơi kháng thu lì xua bóng đài chẳng cả nạp bên ní admin có xông ai bụng mai bóng bóng chú ý like nâng subscribe channel bị phụng này ca nghe đâm bây từ tụ ban ở ca nghe thamay môn kế đài admin nâng release post chia bà chạm ngày chúng có mọi khá phê bê dù admin đừng nè nông ọc ca càng nghĩa bị kháng thu lý xu phòng đại đại tế ca chơi rượu bộ kỳ lứt đối kháng cao phần này tìm mùi cứ phần này kháng nẹ thơ nông dừng chơi rượu mùi nụ bọc chung nụn bì nẹ xâm rạp xa khá nấu bờ rấy chịp mong phá chết phá bì chật mùi phần này tìm bì phần này kháng nẹ thơ nông phết bọc chung nụn bì nẹ xa khá xa đám cầu hai tỷ bảy nẹt thừa núm phết bọc pì nẹt nơi xa khá sô đi dạ hai tỷ buồn hai khang nẹt thừa núm phết bọc chùm nùi mà nẹt nơi xa khá y on muối nâng y on pì hai tỷ bram nẹt thừa núm phết bọc chùm nùi bầy nẹt nơi xa khá khê mó lâu vầy xe chẳng bà sân chìa bụng mai bóng bồn chẳng đăng phô mì lục ạch bằng thám có ai tìm nhận thông đồng ban tam nhẹ lệ tù sáp xôn cây sập bấy bây hà sập rằm phấl rằm bầy đàm rư cỏ bốc mai bông phôn ai thích nhau xì vi ban tam nhẹ im mế rư cỏ ai tìm nhận thông đồng ban thích nhau xì vi tam nhẹ telegram xôn cây sập bấy bây hà sập rằm phấl rằm bầy đàm chấn cái nạp bên ní admin có xôn ọc côn xôn cực lìa.
ខ្ញុំមកខាពេលវេលាយូអាដមីនក្នុងណែនាំឱកាសការងារនៅខាងក្រុមហ៊ុនដូមីណូភីសាដបងក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និងSubscribe ឆានែលពិភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែលអាដមីនខុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងក៏មកខាពេលវេលាយូអាដមីនក្នុងណែនាំឱកាសការងារនៅខាងក្រុមហ៊ុនដូមីណូភីសាដូចខាងក្រោយផ្នែកទី1គឺផ្នែកខាងអ្នកគ្រប់គ្រងហាងផ្នែកទី2ផ្នែកខាងអ្នកកាត់លុយនិងសេវាកម្មផ្នែកទី3ផ្នែកខាង
អនុញ្ញាតក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់មិត្តសាសនាសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏សូមណែនាំឱកាសការងារនៅខាងក្រុមហ៊ុនចាក់មួយកន្លែងតែដំបូងក៏សូមអរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ ទីមួយត្រូវមានប្រវត្តិរោងចក្រគឺនៅភូមិកប់ត្រូវតូចសង្កាត់គោកប្រការខណ្ឌព្រៃខ្នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅជិតនឹងទីអនពីសម្រាប់ឱកាសការងារនេះគឺមិនទាមទារនៅបទពិសោធន៍ទេហើយរោងចក្រកំពុងតែជ្រើសរើសជិតពេញដែរហើយកម្រិតវប្បធម៌គឺយើងអត់ទាមទារខ្ពស់ដែរគឺយើងចាប់ពីអាចហ៊ានថ្នាក់ទី6រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហើយការងារប្រភេទជាការងាររោងចក្រ ហើយអាចពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបើសិនជាចង់នឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមលេខ0965 883 ដើម0858 ហៅមួយឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram សូមកៃសុខមួយ8833 សូម8 ហៅមួយបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រញាប់ឡើងចំនួនមនុស្សយើងកំពុងតែជឿរើសចិត្តពេញដែរហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចណា ក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សស្រីមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនណែនាំឱកាសការងារមួយកន្លែងតែជាដំបូងអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe ឆានែលពិភពនៃការងារ
đâm bay tụt ban ở ca ca nghĩa thôi thôi để đi được học chi và chăm thế này chẳng có mắc cà phê với liu xong đây nó ở ca ca nghĩa đôi thì trai ca chơi được một cái lớp này khẳng luộc luộc đóng đừng luộc đôi vậy xong đó đi tán cơ na không đi tìm được một phần chúng được một cái lớp ta chơi rớt chúng được pin nè xong đó phải bị mất được ai cho trả tám xong đó tiếp chết lại lại khăn đại crom hôn trời thời ca chơi được một cái lớp cây tim muối ăn được vót ca luộc nước bình đựng cây luộc đóng bơi xong lại pha nước cốt đá đá bằng cầm nón thì bây ca cầm nón chưa phải để chơi crom ca giờ lại luộc rồi có cái này gì thì bay co sang thay để sao tụm nè chúng lại tiếp chơi lại bàn khó nên hiểu vậy thì buôn của ca crom ca tụm nè bên trong bên chỗ còn nhớ được bắt sai phần hai phần sấy chua chúng lại tiếp chơi thì pram điệp trăm là bài ca luộc và trăm thứ ngày và trăm sập đá năm và trăm khai tiếp vào mùi ca nghe xây xây thiết tham ca chập tăng đồng bó thân đạt đẹp nồng lẽ khăn đai công hôn đồng rời miên trời miên sinh nhà bắt chập bị thật bạch nhà bắt rốt nay kháng tìm xa miên chẳng tệ đừng điên sốt miên bọc bị sao thân này khẳng luộc cùng rổ với cọ tàm bọn lái miên chùm niên tùm đẹp tùm đồng nâng phần dỗ cọ đôi chía chùm niên khăn ca thơ bắt bằng hãng miễn sao mà tập hiệp công ca cho trái nâng sao mà tập hiệp công ca đã phải bằng hà miễn chùm đẹp đấng tên lưu Microsoft Word, Excel, PowerPoint ai bắt ra chùm mùi nằm đại dựng cúng Facebook page nâng Telegram miễn phiệp rô ri rẻ tiết smart trang ủ sạp chì hiếm nâng ai thư ca nghĩ cao dựng biệt bàn miễn tâm đẹp tâm đốn nâng miễn bọc bị sao phải luộc nâng bị sấy dùm đấng ai tập hiệp ai tâm đẹp tâm đồng đã bị bán bay cả chốn miền trên đập bà rõm ai điệp chồng nhà bà bà rụ dùng khét mình chạy tuyên một tí đại bàn chạp bà rõm ai tạo sinh nhìn bán nâng cắt chạp bà sang nâng ai cả xa bẹp quan sinh tìm phòng đại bà xin chìa bốc mai bông bà ô rư công mê sát sân đi xa miền bông đồng đã biết cả ai phía xì vi bán tam nhạc lên Telegram sau đọc muối bạn bè sống buồn, bạn bè mà phải phèn. Rồi còn lên một sai tiết sống cái sự bạn bè, bạn buồn rồi đáp hàng sắp phải sập. Hai bạn xin chỉ phục mai bóng ôn. Mình chẳng ngó được cái trong sản xuất phòng mình là bạn thang tiết có ai tâm nhau bán tăng để lên từ sắp. Sống đọc muối, bạn bè sống buồn, bạn bè mà phải phèn. Rồi còn lên một sai tiết sống cái sự bạn bè, bạn buồn rồi đáp hàng sắp phải sập. Chẳng cả đạp bên này, anh mình có sống ổ côn, sống group liền. ក្រុមជំនួយសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងតែដំបូងអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយไลค์និងSubscribe ឆានែលពីពុកការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមិនគេអេដមីនមិនផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអេដមីននឹងណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម អ្នកបច្ចេកទេសកម្រិត1អ្នកបច្ចេកទេសកម្រិត2ជាហើយការងារនៅទីតាំងនៅម្ដុំឈូក3ម្ដុំអាកាសយានដ្ឋានត្រីជីវភ័យអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុនមានធ្លាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងផ្នែកដែកបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រនិស្សិតចង់មកដាក់ពាក្យក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមលេខទូរស័ព្ទ0970 80 80ឬក៏លេខសារទៀត0010 781 0010ចឹងក្រៅពីនេះអរគុណសូមអរគុណសូមគោរពលា
មកកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសន្សិសដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអាចមានសុំណែនាំឱកាសការងារមួយតែកុំភ្លេចណាពុកម៉ែបងប្អូនជួយ ដែលទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី180ដុល្លាររហូតដល់680ដុល្លារអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនមានដូចជាប្រាក់រង្វាន់ចូលឆ្នាំខ្មែរប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំបិណ្ឌប្រាក់អតិថិភាពប្រាក់សោធននិងឯកសារសន្តានក្រុមហ៊ុនឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិប្រចាំឆ្នាំតាមប្រតិទិនឈប់សម្រាកដល់18ថ្ងៃនិងឈប់សម្រាកផ្សេងៗទៀត ធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោងធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចសម្រាកថ្ងៃត្រង់1ម៉ោងកន្លះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមលេខ ពុកម៉ែបងប្អូនចង់នឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ 073 8300 773 8300ឬក៏អាចផ្ញើ CV បានមកដល់អាស័យដ្ឋានផ្ទាល់គឺផ្ទះលេខ 611 ផ្លូវលេខ 271 ភូមិក្បាលទំនប់សង្កាត់បឹងទំពុនពីរខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ។ដាក់ពេលនេះអាចមានសូមអរគុណសូមគោរពលា។